viện lớp 159. Xin mời em qua trống này. Thầy cảm ơn tất cả các bạn. Bữa nay đổi gì ạ? Thì cuối cái chương trình quý vị thấy là cô Bảy vừa mới vô mà thầy vô trước cái đó. Nhưng mà nó scary khi mình lên không được mình xuống. Nhưng mà khi mình vô được cái trend rồi đó, thì cái solo twist nó chỉ là partial của cái Latin music. Mình xài cái combination giữa cái điệu calypso, rồi mình sử dụng skirule. Bây giờ mình add thêm cái bữa trước mình đã học cái phần solo twist. Di Đà Phật thầy là thầy 8, còn đây là cô 7. Cả hai người làm cái project này. Và bữa nay hơi lượm thượm mà tại vì một cái camera hướng về cổ cho quý vị, những người nữ muốn học trống á thì đi nó trời ơi, thầy đánh lẹ quá, nó cổ cũng vẫn đánh lẹ, hai cái skill cũng giống nhau hết. Thì một cái camera màu xanh thì cho cổ, một cái camera màu xanh lá cây là cho cổ mà xanh dương cho thầy, còn cái yellow là làm dương cho mọi người YouTube. Rồi thầy đang ở Mỹ, cô ở Tây Ninh, thầy ở Mỹ Tho, hai đứa gặp nhau ở Sài Gòn. Tình yêu như nén nén đưa em về. Rồi bây giờ cái nghệ thuật đầu tiên là gì? Mình đang đánh trong calypso thì đánh khoảng 4 khuôn, rồi cô 7 sẽ repeat. Cô 7 có riêng một camera là thấy giọng thầy nói mà cô 7 thực hành. Còn nếu mà quay chung quý vị là quay chung cho YouTube, nhưng mà khi mà thầy bỏ qua ở bên Facebook hoặc YouTube có một separate camera là dành cho cổ của thầy nha quý vị. Thì cái điều đầu tiên quý vị lên dùm cho thầy cái nhịp độ của nó là 1 4 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1, 4 7 1, rồi bay trên cái nhịp count này của cái ấy nốt 1 2 3 4 5, chậm mình tập chậm trước, nếu mình không tập chậm trước không bao giờ mình đi được cái lẹ. Rồi ép cái chân kích bay vô 7, thực hiện lại y chang như thầy vừa mới nói, là bên đây là 8 nhưng mà bỏ vô nhịp 4 1 4 7. Quý vị ngồi hết em, 1 4 7 1 4 7 1. Sáng nay chưa ăn, sáng nay ăn chí mối rửa, ăn rửa hay ăn gì đó bây giờ mới đánh được, có nghĩa là lúc đầu mình phải dạng vậy. Rồi bây giờ với cái tốc độ đó thì mình đem cái thằng này xuống vào đây, 1 2 1, từ đây mình copy lại, rồi cái tempo này là basic tempo nhưng mà lẹ cho các em nghe thử cái calypso tiền của nó là trước đó nó sẽ là như vậy. Cái chủng của nó đánh cái đó rồi mình mới qua solo. Ai đánh solo cái đó là mình lấy danh mình tập rồi. Go ahead em. No, nói gì đường hiểu nẻo vậy? Tôi nói là quẹo đường A phải đi quẹo đường B, mình đâu đi đến Sài Gòn, bởi vì người ở Tây Ninh, người ở Mỹ Tho là đúng rồi. Cô này lai Mỹ, thầy lai Tây, nhưng mà thầy Tây Ninh cổ lên hả, hai giọng là đường vàng xuống miền Tây ở. Rồi bây giờ up tempo có nghĩa là gì quý vị? 1 4 7 1, mình tập hết trước, 1 4 7 1, rồi sau đó một cái rô lên, 1 4 7 1. Sau khi cái này xong rồi transfer từ cái tay này xuống tay này để chi? Nó cùng một cái tác dụng. Rồi,
tay thì cái tay left hand dựa trên nó nhẹ hơn. Mình đánh 4 đây thì mình 4 ngược lại 1 2 3 4, hoặc là 1 2 3 4, chứ đừng đánh thành chữ U hoài, có nghĩa là lúc mình vô lại đổi được cái đó, quý vị xài ba cái rô lê của rô lê 16. Rồi cái cuối cùng đi qua bo thơm trở lại, rồi cầm thêm dằn một cái 8 nữa. Rồi bây giờ thầy làm một cầm lít xét cô 7 sẽ đánh chung với thầy cái giai đoạn đó nha. Có nghĩa là cái đoạn đầu của mình đi hình chữ N chọc chữ U ngược, rồi mình đi hình chữ L, nó cũng một tác dụng, chứ mình không muốn đánh cho người ta rồi repeat lại. Phần solo thuyết là phải đổi trống, mình hãy đánh up to tempo nhé quý vị. Vanilla ăn và lên mà không ăn strawberry có nghĩa là gì? Vì em đang ở cái này em phải đồn nói đường hiểu nẻo, bởi vì cổ người Mỹ Tho tôi Tây nên bị ra đường phèn ở dưới Cần Thơ mẹ nó rồi. Có nghĩa là gì? Quý vị muốn hai dòng gì được, nhưng mà người ta thấy quý vị đánh có một kiểu à. Có nghĩa khi mà ru lê có nghĩa là nhưng mà so với cái khán giả người ta đang nhìn lên mình copy hai lần đâu có ý nghĩa gì. Rồi bây giờ up to tempo với cái vận tốc của cây đơn, nếu mình không đánh được mà mình chỉ demo, chỉ làm một cái forgive cho mọi người đó. Thầy cô đánh được sao bắt em đánh với ban nhạc, lúc đó ban nhạc người ta tắt, nhưng mà giờ đánh chung với nhạc thử coi sao nha quý vị.